các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tớ sẵn sàng, hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cư sa na cầm măng cấp tạp băng ký đi dặn mà cả dê na quả cha ma na sa thì đã sẽ giúp ra tăng cả tạng dê sa ta sam nhị nơ a thi dê cha sa ta a sam nhị nơ ca tăng buồn nhà pha lăng mày hàng sa bê pha ghi pha hoàn từ tê dê tăng ca tăng sư vi đi tăng để năng bình nhà pha lăng ma gia dê ca ta thành a cha nan thì để qua gần tờ nhị dê đã dâm sa bê lô cam mi dê sát ta chạy quan ta a ra hê tu ca mà muôn nặng vô cha năng sắp bê là phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vượng được nhờ hưởng an bữa con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mật ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các nhờ thực sinh an mạng trường xin thầu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Nam mô Bụt Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới tinh hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Như Pháp lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh Pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo Pháp Đức Phật. Người tâm má được bền vững lâu dài, chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Như Pháp xin chia phước này đến đạo tràng Pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Như Pháp kính chào, mến chào Pháp Nguồn Đào Cai, mến chào Quang Thanh, mến chào Thi An Lạc. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, xin siêu từ bi quan hỷ đăng đàn để tiên phong ông bài Pháp Quốc Kinh số 193. Chư Pháp kính mời, mến mời cô Rạng Đông, mời cô Cẩm Vân. Dạ, mời Quang Thanh, mời Pháp Nguồn Lào Cai. Còn vị nào? Dạ con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ sa thú. Dạ bây giờ thì con kính dân mít đến Đại Đức Trời Đức ạ. Dạ con kính dân mít đến sư. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng.
Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 193. Unlapho purisa chanyo naso sappat thacha yati yathaso cha yati thi ro tăng cu lăng xuất khai mê thát tí. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay có ít hạng người, trí tuệ cao viễn ra đời ở đây, chỉ đâu phúc đủ duyên đầy, nơi ấy thiện trí đợi Ngài Giáng sinh. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Đúng là phô bồ đi sa chân nhô na so sa pa tha cha ya ti ya tha so cha ya ti thi ro tăng cu lăng tăng cu lăng su kha me tha ti. Đun la pho purisa chanyo na so sapa tha cha yati yatha so cha yati thi gong tăng cu lăng su kha me tha ti. Đun la pho purisa chanyo na so sapa tha cha yati yatha so cha yati thi gong tăng cu tăng cô lăng su khá mê tha ti. Dạ con xin hát ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thánh kính tri ân đại đức tuệ đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tuệ đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 193. Dun la pho purisa chanyo naso sappatha chayati yatha so chayati thiro tăng cu lăng sukha me tha ti. Dun la pho purisa chanyo naso sappatha tha cha ya ti ya tha so cha ya ti thi ro tăng cu lăng su kha me tha ti. Đun la pho bu ri sa chan yo na so sam ba tha cha ya ti ya tha so cha ya ti thi ro tăng cu lăng su kha me tha ti. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đùn la phô bú ri sa chan yô na sô sáp bán tha cha ya ti ya tha sô cha ya ti thi rô tăng cu lăng su kha mê tha ti. Khó thai có ít hạng người, trí tuệ cao diễn ra đời ở đây, chỉ đâu phúc đủ duyên đầy, nơi ấy thiện trí đợi Ngài Giáng sinh. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm. Dạ, sa thú, kính cấp nôn sức cận đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 193. Đun lá bồ bú rí sa danh nhô na so sắp bát thá cha giá tí giá thá so cha giá tí thi rô tăng ú lăng su khá mê thá tí.
Bun la bồ phú rí sa chân nhô nhô na so sắp bát thá cha giá tí giác thá so cha giá tí thi rô tăng cú lăng xú khá mê thá tí Bun la bồ phú rí sa chân nhô na so sắp bát thá cha giá tí giác thá rô tăng cú lăng khá mê thá tí khó gặp bậc thánh nhân không phải đâu cũng có chỗ nào bậc trí sanh gia đình tất an lạc bản dịch của hòa thượng Minh Châu khó thai có ít hạng người trí tuệ cao viễn ra đời ở đây chỉ đâu phúc đủ duyên dày nơi ấy thiện trí đợi ngài giáng sinh bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cẩm dân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của pháp nguồn Lào Cai. Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu Như Nữ Ngọc Tân. Con xin kính toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 193. Dạ. Cảm ơn cô giảng đồng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dulapho purisa chanyo naso sapat thachayati yathaso chayati thiro tăng cu lăng xúc kha mê tha ti đu la po pu ri sa chanh nhô na so sa pa tha cha ya ti ya tha so cha ya ti thi ro tăng cu lăng xúc kha mê tha ti khó gặp bậc thánh nhân không phải đâu cũng có chỗ nào bậc trí sanh gia đình tất an lạc bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu khó thay có ít mạng có khó thay có ít hạng người trí tuệ cao viễn ra đời ở đây chỉ đâu phúc đủ duyên đầy nơi ấy thiện trí đợi ngày giáng sinh bản dịch của hòa thượng Giới Đức dạ con xin được kệ ạ. Dulapho purisa chanyo naso sapantha chayati yathaso chayati thiro tangkulang sukha methati Dulapho purisa chanyo Naso sapattha chayati yathaso chayati thiro tangkulang sukha methati khó gặp bậc thánh nhân không phải đâu cũng có chỗ nào bậc trí sanh gia đình tất an lạc bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu khó thay có ít hạng người trí tuệ cao viễn ra đời ở đây chỉ đâu phúc đủ duyên đầy nơi ấy thiện trí đợi ngày giáng sinh bản dịch của hòa thượng Giới Đức dạ con đã đọc và kệ xong ạ con xin kính mời Sích Quang Thanh ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ, đạo tràng có nghe được tín hiệu của con không ạ? Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai, cảm ơn Thanh Sư Thanh Thủy.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Ngọc Tân. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 193. Đùn la phổ bô ri sa chanh nhô na sô sắp bát tha cha ya ti jat tha sô cha ra ti thi rô tăng cô lăng su kha mê tha ti. Đùn la phổ bô ri sa chanh nhô na sô sắp bát tha cha ya ti jat tha sô cha ya ti thi yô tăng cô cu lăng su kha mê tha ti. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc chí sanh gia đình tất an lạc. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Đùn la phô bù rì sa chanh nhô Na so sam bát tha cha ya ti Giat tha so cha ya ti thi ro Tăng cô sang lô khả mê tha ti Nun la phô bu di sa nhanh no Na so sam bát tha cha ya ti Dạ tha sô cha dạ ti thi rô Tăng cô sa lô khả mê tha ti Khó thay có ít hạng người Trí tuệ cao viễn ra đời ở đây Chỉ đâu phúc đủ duyên đầy Nơi ấy thiện trí đợi ngày Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức Dạ con đã đọc xong Và xin kính mời Sít Thanh Con cảm ơn cô Dạng Đông đã post bài. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu bát pháp cú số 193. Cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Pháp Môn Lạc Ca cho biết tín hiệu. Con xin đọc ạ. Dun lapho purisa channo naspat thacha yati yathaso cha yati thiro tăng kulang sukhamme Dun lapho purisa channo naso sapat Thác cha giá tí Giác tha sô cha giá tí thi rô Tăng su khám mê thác tí Một lần nữa Đôn lạc phô bú rí sa chăn nô Nát sô sắp bắt thác cha giá tí Giác tha sô cha giá tí thi rô Tăng cú lăng su khám mê thác tí Gặp bậc thánh nhân không phải đâu cũng có chỗ nào bậc trí sanh gia đình tất an lạc bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu khó thay có ít hàng người trí tuệ cao diễn ra đời ở đây chỉ đâu phúc đẩy phúc đủ duyên đầy nơi ấy thiện trí đợi ngày giáng sinh bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và con xin cài được là phô Purisa chanu naso sapaccha yati yatha socha yati thiro tăng cô lăng su khamen thati và con đã trả bài xong sau đây con kính mời cô Trần Đạo con thấy cô Trần Đạo mới vô và con kính mời cô Trần Đạo nha
Dạ con không nghe thấy tiếng gì ạ. Chắc ai, chắc cô Trần Đạo bị rớt mic rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, vậy là Trần Đạo rớt rồi, ra ra ngoài luôn rồi, không thấy cái nít ở trong rừng nữa. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, anh chào Thành Thị. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trong khi chờ đợi Trần Đạo trở vào, dạ con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 193. Dạ, mến chào Xích Vào Nghĩa, kính chào anh chị Phan Văn Liêm và người phương Nam về vào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài ạ. Đùn la phô bú đi xa chạnh nơ na sơ sạp bạp tha cha giách tị giác tha sợ cha giác tí thị rơ tặng cụ lăng sư khá mê thạ tị. Đồn la phở bú đi xa chẳng nhô na sợ sạp bát tha cha giác tí giác tha sợ cha giác tí thị rơ tặng cụ lăng sư khá mê thạ tị. Đồn là phở bú đi xa sanh nhờ nó sợ sạp bà thạ cha giác tí giác thạ sợ cha giác tí thị rơ tặng cụ lăng sư khả mê thạ tí. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có chỗ nào bậc trí sanh gia đình tất an lạc. Dạ, Như Pháp mến chào cô Trần Đạo. Dạ, Trần Đạo có nghe được âm thanh của Như Pháp chưa? Nếu nghe được thì xin cho một tín hiệu và Như Pháp xin nhường mic ạ. Dạ, mời cô Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thường Tổ Minh Hạnh Đại Đức Đại Đức, kính lễ cô Cư Nữ Ngọc Tân, cô Tư Nữ Như Pháp, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Thanh Thí và Văn Thanh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 13. Dạ, thưa đạo tràng có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông cho biết tín hiệu, chị Quan Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể lại câu kinh phố số 193. Tu la pu pu ri sa chan no na so sa pa ta cha ya ti ya ta so cha ya ti thi ro căn cu la su khả mê tha ti. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có chỗ nào bậc trí sanh gia đình tất an lạc. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay có ít hạng người, trí tuệ cao diễn ra đời ở đây, chỉ đâu phúc đủ duyên nơi ấy, thiện trí đợi ngày giáng sinh. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Trần Đạo. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tân Đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, chưa online nên giờ ra Như Pháp mà tạm thời cầm mic chút xíu. Như Pháp xin thông lại Pháp Quốc Kinh số 193. Dạ, để trong khi chờ đợi Thượng Tọa Tuệ Viên vào. Dạ, Như Pháp nãy giờ cũng coi lại tin nhắn coi có vị nào nhắn không mà Như Pháp thấy không có, nên chắc có lẽ là sư vào trễ chút xíu thôi. Dạ, để tới giờ mà chút vài phút mà không thấy thì Nhật Quỳnh sẽ gọi điện cho sư. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông cho bài học. Như Pháp xin đọc lại câu 193. Đồn la phô bù rì sa chăn nơ nạ sơ sắp bát thà cha gia ti và thà sơ cha và tỷ thi rô tặng cô lăng sơ khà mẹ hà ti. Đồn la phô bù rì sa chăn nơ nạ sơ sắp bát thà cha gia ti và thà cho cha và tỷ thi rơ tặng cô lăng sư khà mẹ tha ti. Đồn la phô bù rì sa chăn nhớ nạ sơ sắp bát thà cha gia ti và thà cho cha và tỷ thi rơ tặng cô lăng sư khà mẹ tha ti. Khó thai khất hàng người trí tệ cao viện ra đời ở đây, chỉ đâu phúc độ quyết đầy nơi đấy thiện trí đợi ngài giảng sinh. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Và kính chào họ nhà Gấu vừa vào đạo tràng. Và bây giờ thì Như Pháp cũng chưa có thấy Thường Tọa Tuệ Qua Tuệ Quyền như vào đạo tràng, nên Như Pháp mến mời bạn trai cụ Trạng Đông cầm mic cùng Như Pháp một chút. Dạ, tính em kể ba lần coi Thina có vào không, mà hôm nay Thina chắc bệnh viện rồi không vào. Thôi mời cô Trạng Đông cầm mic để Như Pháp điện thoại cho chú sư nghe. Rồi, dạ thú, mời cô Trạng Đông. Buddhaya Nibbanaya Sangvattati. Katmacha sa bhikkhave Majjhima patipada Tathagatena Abhisambuddha. Chakku karani jnana karani upasamaya abhinyaya sambodhaya nibbanaya sambattati. Ayameva ariyo attangiko makko siyati dam samma ditthi samma sankappo samma vacha samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma samadhi
Ayam ko sa bhikkhave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya abhinyaya sambodhaya nibbanaya sanvattati. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô Đàn Đông. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con, tôi nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tự Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh số 193. Kính cảm ơn tất cả quý cô quý đã hoan hỷ phòng bài pháp của kinh 193. Dạ bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Dạ cảm ơn cô Đàn Đông đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn nhậm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc làm mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh 194. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính chân minh đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ được quý vị nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị pháp cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkavato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu phúc cú số 194.
Sukho Buddha Namopado Sukha Satham Madesana Sukha Sangha Sasamaki Samaganang Tapo Sukho. Hạnh phúc thay chư Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp Cao Minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Sự hiện khởi của chư Phật là một việc an vui, việc thuyết giảng chánh pháp là sự an vui, sự hợp nhất của tăng chúng là an vui, sự tu trì của các vị có sự hợp nhất là an vui. Ai cũng biết được cái câu pháp cú này. Thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa cho quý vị pháp cú này, và sau đó sẽ duyên sự và chúng ta vào cái thời giảng. Sukho Buddha Namopado, đây là một hợp âm. Sự hiện khởi của chư Phật là một điều an vui. Ta thấy từ cái chữ Sukha hay Sukha, Sukha đây tức là một tỉnh từ. Việc vui thai hay là việc hạnh phúc. Còn cái chữ này, cái chữ bút thác, xuất khô mà bút thác là Phật mà bút tha năng. Có nghĩa rằng bút tha nát, bút thác cộng với upa đát, tức là sự khởi sanh, sự sanh khởi lên. Bút tha năng, từ cái chữ bút tha là danh từ nam tính, mà bút tha năng chia theo quá khứ phân từ, nó thuộc về của các bậc giác ngộ, mà chia theo sở thuộc cách thứ năm. Từ cái căn bút là căn tỉnh thức, còn chữ xuất khác đó là một tỉnh từ. Cho nên cô Như Pháp, cô thích nghĩa là cái chữ tiếp theo là chữ xuất khác, đó là một tỉnh từ, tức là cái việc đó là việc hạnh phúc, việc đó là việc an vui. Dạ, xuất khô hay xuất khác cũng được, xuất khô hay xuất khác cũng được chia theo chủ cách hay chia theo số ít số nhiều thôi. Dạ. Còn cái chữ bút thác, nó từ cái căn bút là chữ B U D H, hay là B U D là chúng ta biết căn bút, căn gọi là căn bút, đó là sự tỉnh thức hay là sự giác ngộ. Mà chúng ta biết cái chữ bút thác, bút thác là Phật. Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ. Rồi thì chúng ta thấy nó chỉ đổi cái từ thôi, nó gồm có bốn cái chữ. Cái chữ xuất khô, xin lỗi, có cái chữ, ba cái chữ xuất khô liên tục. Chữ bút thác tự căn bút. Rồi, cái câu thứ hai, xuất kha xuất tham ma đê sanh na, thì cũng vậy, cái chữ xuất kha chúng ta được gọi bên chữ chứ. Xuất tham ma đê sanh na, xuất tham ma có nghĩa là, Sathamma có nghĩa là ở đây việc thuyết giảng chánh pháp. Sathamma là chánh pháp. Sathamma là chánh pháp. Sathamma là chánh pháp mà cộng với đó là cái chữ sanh tá, có nghĩa là tốt, tự căn sát. Sanh tá đều một tính từ tốt hay là đúng, từ là cái căn as, có nghĩa là đó là nó như động, nó căn hiệu như động từ to be vậy đó, nó nghĩa là thì là hay nó trở thành. Tham á là giáo pháp, mà đê sa na tự căn đích disti, đê sa na tự sự thuyết giảng hay là lời dạy. Dạ, nó như thế đó. Rồi tiếp theo nữa, cái chữ Sukha Sankhasasamaki. Sankha
là danh từ nam tính vì ngữ Á, chia theo sở thuộc cách số ít. Á xá a năng, tức là của chư tăng. Sở thuộc cách. Dạ. Yeah. Có chữ Samaki, một danh tỉnh từ, tức là sự hợp nhất hay là sự hòa hợp. Mà Samaki, Samaki tức là nói lên một cái sự đoàn kết, cái sự thống nhất hay là sự hợp nhất. Và cái câu cuối cùng là Samaganang Tapo Sukho. Thì ở đây cái sự tu trì của các vị có cái sự hợp nhất là an vui. Thì từ cái chữ Samaganang, Samaganang từ cái chữ Samagga có nghĩa là của những người có cái hợp sự hợp nhất, của những người có sự hòa hợp. Sự tu trì của các vị có cái sự hợp nhất, đó là chính là cái điều an vui, cái điều tốt đẹp. Tiếp theo nữa chúng ta có cái chữ Tapat. Tapat. Đây là một danh từ chia theo trung tánh, tức là sự tu trì hay là cái sự tu tập, hay là Tapo Tapasino, tức là cái sự khổ hạnh, cái sự khéo tu. Thì Samaganang Tapo Sukho, tức là sự tu trì của các vị có sự hợp nhất, có sự hòa hợp, đó chính là cái sự an vui. Thì chúng ta được Hòa Thượng Minh Châu dạy rằng, chuyển nghĩa Việt ngữ rằng vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Lành thay chư Phật Giáng sinh, lành thay Chánh Pháp Quang Minh Ba Tòa, lành thay Tăng Bảo Lục Hòa, lành thay Tứ Chúng Một Nhà Đồng Tu của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con thỉnh sư cầm mic trở lại Phật sư. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, cảm ơn. Chúng tôi nhà xài nhầm ngay cái cell phone mà ta vừa điện thoại tới cái nó rớt thì tôi phải vào lại. Thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện này cái duyên khởi câu chuyện này khi Đức Phật ngài ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá đề cập đến về các thầy tỳ kheo bàn luận với nhau, thì có một số vị tỳ kheo ngồi trong giảng đường mới nói rằng ở trong cuộc đời này sự an lạc nhất đối với người có vương quyền thì là một sự an lạc, một sự tốt đẹp. Một số khác lại cho rằng sự an lạc sánh với các dục. Hay có một số cho rằng sự yên vui, sự tốt đẹp nhất có nghĩa là khi chúng ta có được cái ăn ngon, có được cái mặc đẹp. Tức là cái sự hạnh phúc nhất, một cái điều tốt đẹp nhất khi có được. Tức có được quyền thế, có được danh vị, có được các dục và có được cái gì? Có được miếng coi như ăn ngon mặc đẹp, đó chính là hạnh phúc nhất. Nơi hương tất Đức Phật ngài nhìn, ngài thấy như vậy, ngài biết các thầy tỳ kheo này đang bàn những câu chuyện đó nó không đúng, và thế là phải thời phải lẽ Đức Phật ngài đi đến, ngài dạy cho chư tăng.
các thầy con đang bàn về cái đề tài là sự an lạc đều liên quan tới, tức là vì làm có được quyền, có được các dục, rồi có được cái ăn no mặc đẹp, vân vân. Thì Đức Phật nói này, các tỳ kheo không phải như vậy. Này các tỳ kheo, có sự an lạc đều liên quan đến cái sự, tất cả sự, cái sự mà người có quyền thế, có danh vọng tiền của, hay có các dục về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là được ăn ngon mặc đẹp, tất cả những điều đó nó đều là mang tới liên quan tới cái sự đau khổ trong dòng sinh tử luân hồi. Chỉ có sự xuất hiện, sự giáng sanh, sự xuất hiện của chư Phật, sự giảng chánh pháp, sự hòa hợp tăng chúng, và là nhân an lạc trong đời. Và thế là Đức Phật ngài, ngài đã giảng thuyết cái câu vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Thì kính thưa quý vị, cái chữ mà bút tha năng nó chưa Phật giáng sinh thì bao nhiêu đó thôi. Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Tất cả tất cả chúng sinh có nhân sanh ra là phải có cái lão, cái bệnh, cái tử, cái chết là như thế. Sự xuất hiện của Đức Phật ngài chỉ ra được cái nhân đem lại, nhân tại sao chúng ta đau khổ, và cái nhân để đưa đến chúng ta chấm dứt khổ. Cái sự xuất hiện của Đức Phật hay của chư Phật, chúng sinh được an lạc. Sự nghe được cái giáo pháp á, thì làm cho chúng sinh thoát khỏi cái khổ sanh lão bệnh tử. Sự giảng chánh pháp của các bậc chân nhân mới gọi là nhân đưa đến cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp. Ở trong chú giải ghi như vậy đó quý vị. Và người có cái tâm đồng nhau thì gọi là hòa hợp. Hòa hợp ấy đem lại cái nhân an lạc. Thì bây giờ ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe thôi. Đức Phật, quý vị biết là khi Đức Phật ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này thì nó đều là một cái ở trong kinh Hữu Vi Tạng Hữu á, rất là hay. Sự xuất hiện, sự giáng trần, sự xuất hiện, sự đản sanh của Bồ Tát đều là kinh thiên động địa, quay ngược lại cái trật tự của cuộc đời này. Tức là chúng sinh chạy theo cái gì? Chạy theo cái tham ái, chạy theo cái mình được yếu, chạy theo được cái gì? Cái mà chúng ta muốn, chúng ta hơn, chúng ta được tất cả. Ở đây Đức Phật ngài chỉ chấp nhận một điều cho tất cả là khi cái sự ra đời của chư Phật nó lật ngược lại những gì mà bị che khuất, đem đèn để ánh, đem đèn tới cái chỗ tối, và những người có mắt có thể thấy được ánh sáng. Một điều gọi là tốt đẹp và cao cả hơn đó chính là khi có cái sự xuất hiện của Phật đó, thì tuần hoàn của vũ trụ này nó đổi khác. Quý vị biết ngay khi mà thời mà Đức Phật ngài chứng đạo chứng quả đó, hay là cái sự đản sinh ra đời đó, nó có một vần hào quang, mà đặc biệt là cái sự chứng đạo chứng quả của ngài đó, nó có một vần hào quang mà cái sự mát lành, mát lạnh chiếu sâu tới tận cả địa ngục. Lúc đó đó mọi chúng sinh đang trả quả đó được dừng lại, cảm giác lạc. Thì ngay khi đó có một vị Phật đã xuất hiện, hay là cái sự xuất hiện của Phật. Chứ Đức Phật thì không có đản sinh, Phật thì không có giáng sinh, Phật không có đản sinh, Phật cũng có thành đạo, Phật cũng có niết bàn.
đặc biệt, tức là Phật không có đản sinh, Phật không có thành đạo, xin lỗi, chỉ có Phật mới niết bàn thôi. Đó gọi là Phật thì không còn gọi là thành Phật nữa, mà là Phật thì không có tái sinh, cho nên không có đản, không có giáng trần, mà Bồ Tát đản. Ở đây chẳng qua là từ ngữ thôi, để mượn từ ngữ để chúng ta diễn giải, chúng ta phải nhớ như vậy. Thì kính thưa quý vị, sự xuất hiện của chính Ngài nó mang lại cái sự an lạc rất là to lớn cho tất cả chúng sinh. Bởi vì mục đích của Phật bao nhiêu năm tu trì pháp độ 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp với ước nguyện chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, cứu chúng sinh thoát khỏi dòng trầm luân sanh tử bao đời nay, mà tất cả chúng ta không biết được, không thấy được, không nhận được. Thì khi Ngài ra đời, cái sự ra đời của chính Ngài, Ngài mới khai thị được chánh pháp. Khi có sự xuất Phật á, cao cả hơn trời người, chúng ta gọi là Sattha Deva Manusa Năng Buddho Phagawati, tức là Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Ngài là bậc trượng phu bởi vì biết điều ngự, biết xử lý, biết sắp xếp một cách viên mãn, một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp. Cái việc tu là chúng ta đi theo những cái gì mà Ngài đã thực chứng, đã kinh qua bằng cái sự thực nghiệm của tự thân, chứ không phải vì nghe, vì được người khác tôn sùng và ca tụng để đưa tận lên mây, hoàn toàn không phải như vậy. Đức Phật Ngài ra đời cũng vì mục đích thương yêu chúng sinh, vì cái lòng bi mẫn mà chúng ta nhớ ở đó, tức là có cái gì? Có cái tâm bi đức, có trí đức và có tịnh đức. Hay là cái bi trí dũng của chính Ngài, nó cao cả hơn hết tất cả những chúng sinh phàm phu tục tử, như chúng sinh đau khổ trầm luân ở trong cuộc đời này, rất là khác. Hôm nay chúng ta, tại sao chúng ta đau khổ, chúng ta có mặt ở đây? Bởi vì nhân tham ái. Thì Đức Phật Ngài chỉ đến cái nhân tham ái. Tại sao hôm nay quý vị, người thân đưa tiễn người thân, chúng ta gọi là cái đau đớn? Bởi vì người ấy sẽ không còn trong cuộc đời này nữa, vĩnh viễn sẽ mất đi, sẽ không còn gặp lại nữa. Thì tất cả những hình thái mà chúng ta do không biết, chúng ta đau khổ, chúng ta nhớ thương, đều được Đức Phật Ngài khai mở, Ngài chỉ dạy cho chính ta. Đây là cái điều đặc biệt mà có thể nói rằng, nếu chúng ta hiểu biết Phật Pháp thì chúng ta mới thấy được rằng, với Đức Phật, Ngài là bậc toàn tri toàn giác, Ngài là bậc chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho chúng ta. Bởi Ngài biết rằng đừng có, tất cả pháp nó vô thường, tất cả pháp khổ não, tất cả pháp nó vô ngã. Hỡi này các vị tỷ kheo, hãy chớ có dễ vui. Các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ não, các pháp hữu vi là vô ngã. Rồi tất cả những cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu, cái đẹp, gì là giai thủy hư vọng trong cuộc đời này, tất cả đi qua, mà chỉ có tất cả chúng ta đã đang ngồi đây, hiện hữu tại đây, mới là một vấn đề trầm luân sanh tử đau khổ. Đừng có khóc, đừng có phiền muộn nữa, đã đau khổ quá nhiều, phiền muộn quá nhiều. Khi mà chúng ta tu tập á, xin lỗi, khi chúng ta sống á, chúng ta đầy đủ, chúng ta không nhớ tới Phật. Khi chúng ta được duyên may, được tốt đẹp, chúng ta không nhớ tới Phật. Nhưng điều quả thật, khi mà chúng ta mất đi, trôi xa những gì ở trong tầm tay, mất đi những cái gì thân thương, triều mến, quý giá của mình, lúc đó chúng ta mới nghiệm lại cái lời Phật. Quả thật, rất là khủng khiếp. Thì Đức Phật Ngài nói rằng, ta phải bị chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, không bao giờ tránh khỏi được. Thì nếu như biết con người biết được cái sự vô thường, rồi cũng sẽ qua đi, rồi cũng sẽ ra đi.
biết được cái khổ đau này của tấm thân ngũ uẩn hiện hữu này, cho nên mới sợ tái sinh. Và các pháp nó vô ngã, không tự quyết, không tự quyết được, nó không thể tự mình quyết định tất cả, mà nó do cái chỗ này kẹt cái chỗ kia. Một số người thì lại cho rằng chúng ta được như thế này, được như cái thế kia, nhưng chúng ta đâu có biết rằng người khác còn đang đau khổ. Mà cái đau khổ đó được Đức Phật cũng phơi bày, cái lạc đó được Đức Phật cũng phơi bày, bởi vì Đức Phật dạy tất cả các pháp đó là vui ít khổ nhiều, sự đau khổ nó lại càng nhiều hơn. Cho nên khi vui thì được Đức Phật xác định là vui, và cái vui này nó vui ít, nó khổ nhiều. Cái sự đồng đẳng đồng nhất của Phật không phân biệt chúng sinh là già cả, bé lớn, nghèo giàu, sang hèn, là hạng thượng căn, hạ căn, hay chúng sinh trời người, tất cả chúng sinh đều được cái nhìn tuệ giác của chính Ngài, có sự cảm thức, cảm hiểu được tất cả mọi thứ. Hay như vậy đó quý vị. Cái việc mà chúng ta không thấy được cái lợi ích khi Đức Phật ra đời, khi chúng ta biết, khi được Đức Phật ra đời như vậy đó, chúng ta đảnh lễ, chúng ta cúng dường, chúng ta đảnh lễ, chúng ta thực hành theo lời dạy, được vô lượng công đức. Nhưng chúng ta phải tu tập, chúng ta phải nhiều căn duyên, nhiều thiện sự, thì chúng ta mới được gặp Phật ra đời. Cũng như chánh pháp, tại sao mà chánh pháp đưa đến cái sự an lạc? Khi mà chánh pháp được xiển dương, khi chánh pháp được quang minh, khi chánh pháp được ban bố rộng rãi, thì như thế tất cả chúng sinh được giải thoát những niềm đau nỗi khổ, được tu tập, được ổn định tốt đẹp. Bây giờ chúng ta mất mát, chúng ta biết được các pháp tam tướng, vô thường, vô não tướng, vô ngã tướng. Khi chúng ta mất mát đi, thì chúng ta biết rằng tất cả do nhân duyên, không chỉ về cái tiền của tài sản, mà chúng ta đã mất cha, mất mẹ, mất những người thân, là huynh đệ tỷ muội, là cô dì chú bác, mà chúng ta chỉ có bó gọn ở trong cái tinh thần là giữa mình với họ. Nhưng sự thật ra do cái vô minh, do cái tham ái, mà chúng ta không thể nào mà tự mình quyết. Bởi nếu biết đây là cha mình, đây là mẹ mình, thì mình sẽ có sự kính trọng. Nhưng vì chúng ta không biết đây là cha là mẹ mình, cho nên chúng ta mới buông lời nặng nề, ác khẩu. Vì không có lời giảng chánh pháp, cho nên con người không có cái tâm tu, không có cái lòng tàm, không có cái lòng quý, cho nên mới làm ác. Và vì không có cái chánh pháp, cho nên tâm tư con người nó bị phóng dật, nó bị tham lam, sân hận, si mê, che khuất và ngăn cản. Chúng ta không có thực hiện được. Chúng ta không có mang tới được cái sự an lạc. Bởi vì chúng ta biết, thí dụ như không có bằng cái nào mà bằng chân an lạc, gọi là Nibbanang Paramang Sukhang. Nibbàn là hạnh phúc tối thượng, bởi vì một trạng thái không còn khổ đau, không còn sanh tử, không còn luân hồi. Ngày nào mà còn bị vào cái mà quý vị nhớ, mà chúng ta học ở bên Pháp Bồ Tát Tam Mát, còn kẹt cái lưới ma đó, là cái đó phiền não chúng ta chưa duỗi sạch xong được. Mà nhờ nghe diệu pháp, chúng ta mới hiểu được, mới phân biệt lý chánh lý tà. Nhờ phân biệt cái lý chánh lý tà, trên cho chúng ta mới đi theo con đường chánh. Từ con đường chánh đó, chúng ta diệt trừ và giảm thiểu cái con đường mê chấp mà chúng đưa đến chúng ta đến khổ đau sinh tử.
Rồi chúng ta, nếu như gặp được Phật Pháp, thì nhờ Phật Pháp đó, chúng ta mới năng làm các việc lành, lãnh các việc ác. Nhờ cái sự ra đời của giáo Pháp, cho nên chúng ta mới thực nghiệm theo lời dạy của chính Ngài, theo con đường đi của chính Ngài, mà chúng ta được cái sự an lạc, không có bị câu thúc mê chấp sai lầm, tham lam, sân hận, si mê, ngã chấp của chúng ta. Cái câu thứ ba, tăng hòa hợp mang đến sự an lạc. Nếu như không có một cái sự thống nhất, nếu như không có một cái sự đoàn kết, hòa quận ở trên giới hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa và kiến hòa, thì chắc chắn rằng có cái sự đấu chọi, có cái sự so sánh, có cái sự đấu chọi, có sự phân kỳ, phân ly. Mà ở đây tăng chúng một đồng lòng đã quyết như thế, nói lên cái tính hòa hợp tăng. Tăng là nói đến cái sự hòa hợp, mà cái sự hòa hợp đúng pháp đó chính là giá trị của tăng đoàn, giá trị của tăng tăng tướng, xin lỗi, giá trị của một vị tăng. Mà chúng ta đọc á, bậc trực hạnh, bậc diệu hạnh, thinh văn đệ tử, bậc chánh chân pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh, lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúc, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cũng nên kính lễ một niềm thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Nhờ cái thánh đức, thánh ân cao cả của giáo Pháp, cho nên chúng ta mới có một chánh tri kiến. Từ có một chánh tri kiến, cho nên chúng ta mới tư duy đúng, chúng ta mới thọ trì giới đúng, và chúng ta định tâm đúng, và từ chỗ đó tuệ khai mở, để chúng ta chấm dứt cái sinh tử khổ đau ở trong kiếp này hay là những kiếp lai sinh. Là một người tu tập biết được rằng các pháp do nhân duyên hội tụ, rồi nhân duyên đó cũng rã tan, gặp nhau trong cõi vô thường này thế thôi, là danh xưng danh tôn danh với nhau là gì, ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, tất cả những hình thái như vậy, nó chỉ là một cái sự hội tụ. Mà nếu như chư tăng được hòa thuận thì tăng đoàn mới lớn mạnh, tăng đoàn mới được thanh tịnh. Nếu như hòa hợp tu vui thai, từ cái tăng đoàn thanh tịnh, tăng đoàn hòa hợp, mà tăng đoàn một bước đồng nhất niệm để tu tập, thì an lạc vô cùng to lớn cho đời người. Bởi vì Phật thì chỉ có một vị, không có đủ thời gian và điều kiện đi khắp cùng ở trong pháp giới này, mà chỉ có tăng đoàn chia ra 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 cho tới cả ngàn. Thì từ cái đó, cái tăng nó được cái sự ban trải nó rộng hơn và nó gần hơn, để chúng ta có thể nghe, để chúng ta có thể học Phật Pháp, để chúng ta có thể cúng dường, để chúng ta làm các công đức. Bởi vì hình bóng của Phật được chư tăng đeo mang để nhằm giới thiệu, nhằm đưa lên, khai mở và chuyển hóa cho từng tâm tư của tất cả chúng sinh. Chúng ta phải nhớ như vậy, chuyển hóa. Mà nếu như tâm của chúng sinh được chuyển hóa, tâm của chúng sinh được khai mở, thời sự an lạc cho cuộc đời rất là lớn. Nhờ có Phật ra đời tuyên thuyết chánh pháp, nhờ có tăng thực hành, là một thước đo, là một chất liệu xúc tác để tất cả chúng ta mới đồng lòng tiến bước đi theo lời dạy của Phật. Và kính thưa quý vị, cái sự tu tập này, cái gì quan trọng nhất
đó chính là cái tâm con người nó quan trọng nhất. Tiền bạc có thể đổi, có thể lấy, có thể cho, nhưng chúng ta không có thể nào buông trôi được, buông xuôi được cái chuyện tử sinh của chính mình ở trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh. Nhiều khi chúng ta có cái niềm tin, nhưng cái niềm tin đó nó bằng một cách tức là tin theo phong trào, tin theo thời gian. Chứ sự thật ra nếu như từng lý pháp, từng cái điều căn bản tốt đẹp mà được người đệ tử thọ giáo y cứ và phụng hành một cách tốt đẹp thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị cái sự khổ đau này nó tái hiện lại, nó dẫn về cho chính chúng ta, hoàn toàn không có. Một chúng sinh hiện trong cuộc đời, nếu như được nương vào mình, được dưới cái cội tàng của Phật bảo, của Pháp bảo, của Tăng bảo, nói lên có một sự liên kết, có sự hòa hợp. Mà cái sự hòa hợp đó nói lên một cái tính chất tuyệt đối của giáo Pháp, nói lên tính chất tuyệt đối của Tam bảo, chứ không nói riêng gì giáo Pháp hay Phật, Đức Phật. Mà đó là tuyên thệ và khẳng định rằng ngày nào có Phật ra đời, ngày nào giáo Pháp được tuyên giảng, ngày nào còn chư Tăng đồng lòng, đồng tâm để mà thọ trì, để mà thực hành, thì ngày đó, giờ đó, chúng sinh được an lạc. Một cái tâm đảnh lễ cúng dường, bởi vì hình thức của tăng bảo là những vị thừa hành đi theo dấu chân của Phật, thực hành theo lời dạy của Phật, thì chúng ta đã có phước. Một cái lễ, một cái sự cúng dường, một cái thiện tâm nó khởi lên trong lòng để họ được vô lượng công đức an lạc. Mà cái công đức an lạc này không có tự trên trời nó rơi xuống, mà chính do tự thân của mọi người. Từ cái tự thân của mọi người và có sự kiểm soát, để những đồng loại hay là những chim muông, thú cả, nó có thể ngồi lại với nhau, có thể sống lại với nhau trong một ngôi nhà chánh pháp, cho sự tồn vong của Phật Pháp này ở hiện kiếp cũng như ở lai sinh. Tất cả chúng ta không phải tự động mà chúng ta muốn chúng ta gặp được Phật. Tất cả chúng ta không tự muốn mà chúng ta học được chánh pháp. Tất cả chúng ta không tự muốn để chúng ta thấy được, biết được cái sự hòa hợp của tăng đoàn, không có đơn giản đâu. Nhưng người có cái tâm cung kính đối với Tam Bảo, người có cái tâm cung kính, có cái tâm hộ đạo, người có tâm cung kính, người có cái tâm chí thành để hộ tăng, để hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng, thì người ấy tạo cái những cái duyên lành để kết tụ cho mình ở hiện kiếp này cũng như ở trong kiếp lai sinh. Còn tất cả không phải chúng ta chỉ nói bằng miệng, chúng ta nguyện bằng ra lời nói bằng miệng một chuyện đó không, mà phải thực nghiệm trên lời dạy của chính Ngài. Như vậy mới thấy được Ngài. Và chúng ta nghe các vị pháp sư thường thường đọc cái câu là so tham mang pasti, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Thấy Như Lai ở đây không phải là thấy Như Lai trên cái sắc quẩn này, cái thọ quẩn này, cái tưởng quẩn này, cái hành quẩn này và cái thức quẩn này, mà thấy Như Lai trên cái sự chứng đắc đồng đẳng, thoát khỏi cái sanh tử, khổ đau trầm luân, thoát khỏi cái sự vô thường, thoát khỏi cái sự khổ não, thoát khỏi cái sự vô ngã. Thấy và biết được các pháp diễn tiến trong cuộc đời chỉ là có cái sanh cái diệt, cái sanh ra và cái chấm dứt của nó. Và cái sự tránh ra và sự chấm dứt của nó đi theo một quy trình. Mà một cái quy trình đó chính là chính chúng ta phải biết tự mình sắp xếp, tự mình nuôi dưỡng, tự mình tạo cái pháp ba la mật của chính mình.
không có đơn giản mà chúng ta dễ dàng gặp Phật đâu. Chứ đừng có nói chi mà mơ cái tự dáng Phật hiện ra cho mình thấy như thế này, mình thấy như thế kia. Cái đó là những cái dòng tâm tạp niệm, hay là gặp ở một hình ảnh gì đó mà nó bắt cái cảnh tượng đó và nó chiêm bao trở lại. Chứ còn không thể nào dễ dàng mà được gặp Phật. Mà nếu như chúng ta gặp Phật mà chúng ta hữu với chính Ngài, được Ngài tế độ, thì trong một trong những cái việc làm của chư Phật đó, tức là Ngài bổ lưới ra của những chúng sinh có hữu duyên với Ngài và tế độ. Đặc biệt như vậy, và chính vì cái sự tế độ đó là những người có cái duyên gặp Phật. Ngày hôm nay chúng ta không có duyên được gặp Phật, Đức Phật Ngài đã tịch diệt. Mô Phật chúng ta cũng còn được lắng nghe diệu pháp, còn được được chư tăng giảng giải những cái diệu pháp cho chúng ta nghe. Và không ít, không nhiều thì cũng được ít cái sự hòa hợp tăng. Bởi vì cái sự khi mà tăng hòa hợp đó, quý vị biết, đưa đến cái sự an lạc. Bởi vì làm điểm tựa, làm mô phạm, làm cái chỗ cho trời người lễ bái cúng dường. Quý vị biết cái việc chia rẽ tăng đó, nó là một đại tội. Bởi vì cái sự chia rẽ tăng đó, rồi từ nay không còn điểm tựa, rồi từ nay không còn một cái chỗ mà y cứ, từ nay không còn cái chỗ để mà tất cả chúng ta lễ bái, chúng ta cúng dường, hay là chúng ta chắp tay để kính lễ. Mà khi tăng đoàn đã được hòa hợp, cái lệnh của tăng là lệnh cao cả. Chúng ta nhớ cái lệnh của tăng là lệnh cao cả. Tăng sai là phải nghe. Mà khi mà Kamakwajaka, tức là gọi là tuyên ngôn tác trình, mà tăng đã quyết thì phải đón nhận. Cãi lời tăng, chống lời tăng là vô cùng nguy hiểm so với cái nghiệp quả. Cho nên quý vị biết, phá cái sự hòa hợp của tăng là một đại tội. Mà cũng vậy, nếu chưa tăng được hòa hợp thì là đại phước cho đời. Và nhờ cái sự đoàn kết, cái sự thống nhất đó, mà các vị đó đồng nhất tu, đồng một tâm, một lòng hướng về Phật đạo, để vị ấy hoàn thành cái trách nhiệm sứ mạng của mình, thành tựu cái lý tưởng con đường Phật đạo của chính mình, mà chúng ta được nghe trong kinh văn gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sau. Đó là một vị thánh đệ tử. Và sau khi Đức Phật Ngài giảng thuyết, một số bà la môn hay các thầy tỳ kheo lành thay bạch Thế Tôn, như những gì đã che giấu được Thế Tôn hôm nay hiển bày, những gì được giấu kín hôm nay được rộng mở, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, có khả năng chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, chuyển hóa những tâm hồn mê mờ của tất cả chúng sinh, những cái tâm hồn phóng dật, những cái tâm hồn mất chánh niệm hay mất phương hướng, đều được Đức Phật Ngài chỉ dạy bằng cách định tĩnh và chấp nhận tam tướng trong cuộc đời. Phải thường xuyên suy nghĩ tới tam tướng trong cuộc đời, phải thấy bằng sự vô thường, hành bằng sự vô thường và giải thoát được vô thường. Những gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, mà trên cái nhìn của tam tướng, trên cái nhìn của hữu vi pháp, trên nhìn của sanh diệt, thì đó chính là cái sự thấy, thấy nghe ngửi nếm đụng, chúng ta gọi là vô thường. Cái sự hành cao thượng ở đây là thực hành theo cái lời dạy để được hạnh phúc, tức là thực hành theo giới, theo định, theo tuệ, hay thực hành theo bát chánh đạo, theo tứ niệm xứ. Chúng ta phải nhớ như vậy.
và cái sự giải thoát cao thượng đó chính là cái sự chấm dứt trầm luân sinh tử đau khổ bao đời nay. Không còn cái gì mà có thể cản bước được, không còn cái gì mà có thể cản trở được. Một khi pháp mùi, pháp độ của tất cả những người đó được chín mùi, thì họ được cái phước, họ được cái phước vượt khỏi cái bể ái, cái lưới si, cái bể, cái sông ái nó cuồn cuộn chảy. Những người đó đã vượt qua bờ bên kia, vượt qua bờ bên kia có nghĩa đó chính là sự thành tựu những lời dạy của Phật. Thành tựu những cái lời dạy của Phật chính là đã đang đi theo con đường của chính Ngài. Một người mà có cái sự thành tựu như vậy, hay có một sự đoàn kết, có một sự thống nhất, thì nhiều tâm tư đau khổ, nhiều tâm tư ác xấu, nhiều tâm tư bất thiện sẽ nói ra được những lời thiện, sẽ hành động bằng những cái lời thiện, và họ sẽ suy nghĩ trong tâm của họ cái thiện liên tục, cho nên được an lạc. Và nếu như đồng tu nữa thì không cần thiết phải nói, nó hỗ trợ và nó phát triển mạnh mẽ một cái quy lực để có cái sự cộng sinh, để có cái sự sắp tấn, để có một cái sự khuyến khích. Nó như là một cái tâm thành tựu được, chấm dứt sinh tử đau khổ được. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói tại sao mà cái sự xuất hiện của chư Phật là hạnh phúc. Sự nghe được diệu pháp hay sự giảng thuyết chánh pháp đó là một hạnh phúc. Và chư Tăng được hòa hợp là một hạnh phúc. Và hòa hợp đó, từ chỗ đó mà phát triển cao cả, phát triển viên mãn, phát triển thành tựu cái lời dạy của Ngài. Và chính đó là cái sự thực hành dựa trên thánh đạo tám ngàn, hay là dựa trên tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ chính cần, tứ như ý túc, vân vân. Bồ thí bát khí giác 37 phải pháp trợ đạo Bồ đề. Bồ đề chính là sự hành cao thượng. Cũng chính là nhờ cái sự hành cao thượng đó, cho nên mới đang mang tới sự an vui, để lại cho đời cái sự tốt đẹp ở trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh, lại cái giá trị. Kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta nghe được câu pháp cú: khó thai được Phật ra đời, khó phai phép được giảng, khó thai tăng hòa hợp. Nhờ cái sự hòa hợp mà tu được an vui, tu được tốt đẹp là như vậy. Xin có đâu điều trình bày qua câu pháp cú số 194 là như vậy. Nếu có điều gì sẽ thất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan nghĩ cho. Kính chấp thức chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phật Lành đến Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chủ Đức chùa Quảng Nghiêm, các vị là chân linh giác linh ký linh ngự trong tháp của hai chùa, và tất cả những sinh là các vị chư thần chư thiên hộ trì cho chúng ta, xin dân phần phước này đến cho chư vị, và mong chư vị luôn luôn cùng với đại chúng thừa hành phụng sự, đi theo cái lời dạy của Phật đã dạy đã làm, để được sự an lạc ở hôm nay và cũng như ở những kiếp lai sinh nhiều hơn nữa. Xin có vài lời trình bày qua cái câu pháp cú số 194 là như vậy. Giờ đây xin chấm dứt chương trình và mong tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc, luôn luôn được tấn hóa ở trong Phật pháp. Mong tất cả quý vị luôn luôn được sống an lành hạnh phúc dưới ơn đức quay linh và mầu nhiệm của Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Chúng ta cầu chúng ta được gặp Phật, được nghe diệu pháp và được tăng thấy được cái sự hòa hợp tăng chúng thanh tịnh tăng già. Dạ. Dạ, xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Ê quan. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích.
Dạ, kính tri ân.